Giới thiệu với quý vị và các bạn hai con khách nhé, hai con chim khách nhé. Chim vẫn còn non, chắc tầm 6-7 tháng thôi. Con này thì lông đuôi rất là đẹp. Giá là 1,2 triệu một con nhé. Trống là 100%. Cho con khác vào là phủ luôn. Con ngoài kia. Con này cũng non nhá, chắc tầm 6-7 tháng nhá, cùng lứa mấy con kia. Con này thì chỉ gáy nhiều gụ, gụ hơi ít nhá con này. Cũng gụ, trống thì 100% rồi, cho con khác vào là phủ con ạ. Con này thì đong đuôi bị cụt, không giữ đuôi, giá như nhau bạn nhé. Chim ở tại xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Này siêu thuần.